bên mình sẽ tặng cái họng kèn đại khi anh em mình mua ở chung kèn neo khối côn 80. Bởi vì nhiều anh em thì lại muốn cái phễu nó phải to một chút, thì mình sẽ đưa ra có hai cái dòng phễu anh em có thể lựa chọn ở đây. Đó là phễu vuông 23cm và thứ hai ở đây là phễu cao 23 và ngang là 35cm. Đó anh em nhé. Họng kèn đại 750. Đó. 35 này. Đấy. Và 23 này. Đấy. Thì do cái con chung kèn nó sẽ là bắt là họng kèn xoáy như này. Thì tặng cho quý vị và các bạn sang con họng kèn đại thì bên mình phải đưa thêm một cái bích nối đại. Thì nó đương nhiên là nó tốn kém nó thêm rất nhiều, nhưng đã tặng là mình phải tặng cho đủ bộ luôn để quý vị các bạn không phải chế cháo gì. Anh em đây, cái bích đại như này để xoáy vào đây. Cái bích đại thì nó sẽ vừa luôn với cái chân ốc của kèn đại anh em nhé, nó sẽ vừa luôn, không phải khoan đục gì cả. Đây ví dụ như con này bắt rồi này. Đó, ốc thì mình cũng đưa luôn. Cái ốc thì mình cũng đưa cho quý vị các bạn luôn. Về quý vị các bạn là không phải chế thêm cái gì cả. Ốc em mình đưa luôn, quý vị phải bắt. Có thể mình sẽ bắt luôn cái này vào đây cũng được. Cái ốc vào đây luôn cũng phải quý vị xoáy thôi. Nhưng xoáy được khi nó chệch chẹo thì quý vị các bạn nên xoáy cái này vào trước, rồi bắt đầu lấy cái lê 10 để bắt ốc này là được nhá. Ốc mình sẽ đưa luôn. Và đương nhiên thì tặng cái bích đại thì giá không hề đổi, không quý vị các bạn là tặng lại lên giá thì đúng là buồn cười. Ở cái này thì trước nay quý vị các bạn đang thấy bên mình đang chào bán ra là một đôi là 4.500.000 đồng, mình tặng kèm cái họng kèn 450, nhưng nay mình sẽ vẫn giá vẫn như thế là 4.500.000 đồng và vẫn là họng kèn này và vẫn là bao ship luôn, bao ship bình thường. Mình tặng như vậy để quý vị các bạn muốn cái họng kèn to thì sẽ có họng kèn to. Còn đương nhiên anh em muốn họng kèn nhỏ vừa phải, như con này lắp được cái con 10532 chữ nhật rất là đẹp anh em nhé, chơi gia đình hoặc chơi trong cái không gian cố định thì con nó rất là đẹp. Còn anh em muốn ra ngoài rời muốn phóng nó đi xa thì đây họng kèn đại nó sẽ tỏa rộng hơn anh em nhé. Và đương nhiên là vẫn bán một chiếc như thông thường. Và cái con củ chung kèn đại này thì trọng lượng của nó khoảng 3,3 kg anh em nhé, cho một chiếc này. Và đây là dòng neo khối toàn tập của bên mình nhé. Mình đã mở rất nhiều clip trước đó rồi. Trong clip này thì xin phép là không mở nữa anh em nhé. Và cái dòng này nó sẽ không ký hiệu đỏ đen, nó chỉ hiệu dây thôi. Anh em về thì dây trắng nó sẽ là dây dương nhé. Dây trắng sẽ là dây dương, trắng là dương và xanh là âm. Cũng bắt vào cái phân tần mình tặng luôn. Bên này nó có dấu cộng, dấu trừ này. Dấu cộng này. Đó, dấu cộng này. Và dấu trừ. Cái dòng mít ở đây. Chữ mít, chữ M đầu tiên đấy. Chữ mít ở đây là đường chung. Và đường input là chiều vào cái phân tần này. Anh em. Và chiều ra cái đẩy hoặc cái âm ni của nhà anh em. Đó. Cái dòng này đầu nhạy nó cao. Mà nòng neo nữa. Anh em mình chơi gia đình vẫn bình thường nhé. Nhưng nó hơi lãng phí về công suất thôi. Rất khủng khiếp. Như hãng công bố lên tới 800W thì mình dùng không hết được. Nên con này anh em chơi sự kiện thì đẳng cấp luôn, nhà dạp nhà giếc chơi con này thì đẳng cấp luôn. Đó, hỗ trợ tiếng Trung tuyệt vời luôn, dùng cái từ tuyệt vời luôn. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ với bên mình để mình tư vấn và mua bán qua số máy 0904612323. Bên mình chỉ có hai số máy anh em nhé. Thì đôi khi nhiều lúc mà nó cái nhà mạng nó chập chờn thì anh em gọi số khác, ví dụ như cái số ở trên này 0904 là con dòng là đầu số của Mobi, và 0336 là của Viettel. Anh em mình thấy ở mạng nào nó có không gọi được thì có thể đổi để gọi cho bên mình nhé, để mình tư vấn và mua bán. Đó. Và xin chào anh em nhé, cảm ơn anh em đã theo dõi video này.